Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn về cái loại sensor mà mình thấy rất là nhiều các bạn khi mà đi làm, có rất nhiều bạn chưa biết cách đấu nối cũng như cách xác định được cái sensor đó là sensor như thế nào. Thì trong tay mình đang có một cái loại sensor, đó là sensor của ông Rong dòng A3FA RN21. Thì với một cái loại sensor như thế này thì mình cần phải biết những cái gì và xác định gì, thì bất cứ cái loại sensor nào mình cần quan tâm và xác định cái đó là cái vấn đề đầu tiên, đó là loại sensor là sensor BNB hay là sensor là NBN. NBN tức là cái tín hiệu đưa về á, thì nó là BNB là NBN. Cái thứ hai đó là sensor là dùng gương hay là không dùng gương, và sensor là sensor đơn hay là sensor cặp. Thì ở đây muốn biết cái đó mình cần phải có cái manual hướng dẫn sử dụng của nó. Và cái thứ ba nữa đó là cái cách đấu nối dây cho cái sensor. Sensor là sensor này nó có tác dụng đấu nối là NO được hay là NC được, hay là nó chỉ là một NO hay là một NC. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra sensor và đấu nối ha. Thì đầu tiên mình cần phải có cái manual của cái loại sensor này. Thì ở đây là cái manual cái hướng dẫn sử dụng của sensor. Hôm nay mình đang là dòng sensor là E3F3 RN21. E3FA-RN21. Thì với cái sensor này thì mình sẽ E3FA-RN21 đây. Thì mình sẽ thấy được cái ngõ ra của nó là NBN output, tức là tín hiệu đưa về BC là tín hiệu NBN. Cái của đây thì nó sẽ sử dụng là cái loại là loại kết nối bằng cái connector này, thì mình sẽ rất là tiện lợi trong quá trình mình thấy thay thế sensor. Mình cần là mình chỉ cần mở cái jack này mình rút ra, rất là đơn giản. Thì sensor nó rất là đơn giản, rất là dễ thao tác. Trong quá trình mình hư hỏng mình thay thế rất là dễ. Đây. Sau đó là nó là loại là dùng gương phản xạ không đồng trục ha. Cho nên là khi mà sensor này lắp sensor này bắt buộc nó phải có một cái gương. Có một cái gương ha. Một cái gương để mà đối chiếu đối diện nó. Đây là cái gương của nó. Đây là cái gương. Thì khi mà mình lắp mình sẽ lắp cái sensor. Sensor đây. Sẽ lắp sensor đó diện với cái gương ha. Rồi. Thì với cái sensor RN21 này mình sẽ là output NBN. Vậy thì giữa cái tín hiệu pin NBN và BNB nó khác nhau ở điểm căn bản nhất, đó chính là NBN thì cái tín hiệu đưa về BC sẽ là 0V. Còn BNB thì tín hiệu đưa về BC sẽ là đưa tín hiệu cộng 24V, cộng 24V ha. Đó là hai cái căn bản nhất. Khi mình đã xác định được NBN hoặc BNB rồi thì lúc đó mình sẽ biết được là cái côn của BC nó sẽ đánh như thế nào. Ví dụ như bây giờ là sensor là NBN thì rõ ràng nó đưa tín hiệu 0V về BC, như vậy thì BC nó sẽ được đáo vào côn, sẽ đáo là côn côn dương ha, tín hiệu đưa về sẽ là 0V. Nó là cái mình xác định loại sensor. Rồi thì khi mà mình đã xác định cái loại sensor rồi thì mình đã đi xác định cái cách đấu dây của nó. Thì mình sẽ xem cái sơ đồ đấu dây của nó ha. Đây. E3FA dòng E3FA. E3FA thì nó sẽ có các cái dòng như RN, DN, VN, DN, TN thì có rất là nhiều ha. Thì mọi người việc sử dụng cái loại nào thì cần phải coi cái menu hướng dẫn sử dụng của từng cái loại đó.
Thì ở đây nó sẽ sử dụng chung, đây là mình sử dụng chung cho các dòng này. Dòng này thì với cái sensor này nó sẽ có bốn dây, thứ nhất là dây màu brown, là dây màu nâu, màu đen, màu xanh và màu hồng. Thì với cái sensor thì thường thường bất cứ là sensor nào đều dây màu nâu và là dây màu xanh sẽ là dây nguồn 24V cấp nguồn cho sensor. Còn lại dây màu đen và dây màu hồng thì nó được báo nói như thế nào? Thường thường dây màu đen là dây tín hiệu đưa về BC, đưa về BC ha. Dây màu đen sẽ là dây đưa về BC. Còn dây màu 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 hồng này thì nó sẽ là dây, như với cái loại là sensor E3 3RN21 này thì dây màu hồng này sẽ là dây điều khiển, ha, điều khiển để lựa chọn các cái cách có cái tín hiệu đưa về BC là như thế nào. Thì ở đây mình có hai chế độ là light on và dead on. Thế thì light on và dead on là nó như thế nào? Thì ví dụ như bây giờ mình sử dụng dây màu ra nâu, mình đã vào nguồn dương, dây màu xanh là mình đã vào 0V, tức là mình sẽ cấp nguồn cho sensor rồi. Bây giờ dây màu đen này mình sẽ đấu thẳng về BC. Đây, bây giờ dây màu đen mình sẽ lắp sensor lại ha. Sau mình đã lắp vào vị trí ha, vị trí dây thì mình đã đấu thẳng về BC đây, hai dây nguồn và dây màu đen mình đang đấu về BC, tín hiệu đang 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 sáng đây, đang sáng này này, đang sáng đây. Thì tức như các bạn đang thấy hiện tại mình đang đấu sensor vào BC và tín hiệu hiện tại đang có đưa về BC. Như vậy là trạng thái này mình cái dây màu hồng mình chưa đấu gì cả ha. Thì như vậy là tín hiệu đang đưa về BC, tức là sensor này đang sử dụng tín hiệu là NC, nghĩa là chưa có vật phát chưa có phát hiện vật này á, thì nó đã đưa tín hiệu về rồi. Như vậy là tín hiệu đang sensor đang sử dụng tín hiệu là đưa về BC là tín hiệu NC. Khi có vật thì nó sẽ ngắt, và khi không có vật thì nó sẽ đưa tín hiệu về, và khi có vật thì nó sẽ ngắt, không có nó ngắt tín hiệu đưa về BC. Như vậy thì ở đây chế độ light on tức là nó đang nói rằng là nó sẽ kết nối cái dây màu số 2 này đến cái chân brown, tức là nguồn dương, hoặc là không kết nối dây số 2 này, tức là mình đang sử dụng ở chế độ gọi là không kết nối đây, dây số 2 này đó. Nếu như mình kết nối lên dây brown thì nó sẽ là chế độ là light on, hoặc mình không kết nối dây số 2 này thì nó ở trạng thái light on. Light on tức là nó sử dụng chế độ là NC, không có vật thì đưa tín hiệu về BC, nhưng khi có phát hiện vật thì nó sẽ nhắc tín hiệu đưa về BC. Đó chính là chế độ light on. Light on. Vậy thì trong trường hợp ví dụ như bây giờ mình có một khung sensor nó đang là sử dụng là NO, nhưng mà trong tay mình đang có là sensor này thì tín hiệu nó đang đã đưa về là NC, nó ngược lại với lại con NO của mình đang đang cần. Như vậy thì để mà chuyển sang chế độ NO thì mình cần phải như làm như thế nào? Tức là chế độ này gọi là chế độ dead on, là chế độ là NO khi không có vật. Khi chế độ dead on này có nghĩa là khi không có vật nó sẽ không đưa tín hiệu gì, còn khi có vật thì nó sẽ đưa tín hiệu gì, nó sẽ ngược lại với tín hiệu chế độ gọi là light on ha. Light on thì không có vật thì đưa về, còn dead on thì không có vật thì nó lại không đưa về. Đó, cho nên là bây giờ để mà chuyển đổi cái tín hiệu này thì mình cần phải đấu cái dây màu hồng này vào 0V, vào 0V ha. Thì lúc này con sensor mình nó sẽ đảo ngược tín hiệu, đảo ngược trạng thái, tức là khi mình đảo cái chân pin này vào chân 0V thì khi không có vật nó sẽ không đưa tín hiệu về BC, và khi có vật thì nó lại đưa tín hiệu về BC. Như vậy là nó sẽ sử dụng tín hiệu là NO. Đó, như vậy bây giờ mình sẽ thử đấu đấu cái dây này vào đây. Bây giờ mình sẽ check. Đó. Như vậy là dây dây màu cà
màu hồng với da của mình tức là da màu trắng, thì mình đã đấu vào nguồn không vôn, tức là đây mình đấu vào không vôn thì tín hiệu sensor đâu bị ốp, tín hiệu đâu bị ốp, tín hiệu đâu bị ốp đây. Bây giờ mình che sensor, sensor thì lúc này nó lại đưa về đi BC, tức là nó đưa tín hiệu giờ có vật thì nó sẽ đưa đưa về. Ngược lại với trường hợp như hồi nãy đó là trường hợp là light on. Để trường hợp có rất là nhiều trường hợp đó là khi mà mình ra thực tế thì có những lúc sensor nó bị hư mà mình không có cùng một loại sensor mà mình thay thế thì mình phải chuyển đổi nó cùng một loại bằng cách là sử dụng cái dây màu màu hồng này để mình điều khiển nó là NO hoặc là NC. Còn trường hợp ví dụ như là BNB hoặc là NBN, BNB mà mình đang có là NBN thì lúc đó mình cấp cho nó một con relay trung gian đưa tín hiệu về đó cho một con relay trung gian, rồi sau đó là mình lấy tiếp điện của con relay trung gian để mình đưa lên tín hiệu về BC. Đó là trường hợp mà BNB hoặc là NBN mà mình không có sensor. Còn cái trường hợp mình đã hướng dẫn ở đây là trường hợp là light on hoặc dark on. Light on là chế độ là thường đóng, là khi mà không có vật thì tín hiệu đưa về sử dụng NC, còn khi mà có vật thì nó lại nhắc ra. Còn trường hợp dead on là khi không có vật thì không có đưa tín hiệu về, và khi có vật thì nó lại đưa tín hiệu đưa về. Và cách đó nói thì như đây, light on thì sẽ kết nối ra số 2 đến chân số 1 hoặc là mở không kết nối. Còn trường hợp dead on thì sẽ kết nối ra số 2 đến cái chân số 3, tức là dây màu hồng này đấu lên không vôn. Đó. Đó là cái cách mà mình xử lý khi trường hợp mà không có sensor cùng loại thì mình phải biết cách để đấu. Đó nói thì thực tế là trong quá trình đi làm mình gặp rất là nhiều trường hợp, nhiều bạn là không biết cách đấu nó sensor nào. Còn trường hợp nữa, ví dụ như bây giờ mình không biết là BNB hay là NBN thì mình sẽ sử dụng cái đồng hồ đo, mình kết nối cái chân, mình dùng cái sensor là mình đấu nguồn vào, sau đó mình đưa cái dây tín hiệu đầu ra đây, mình để sẵn đó. Lúc nào mình che vật, sau đó là mình kết nối với lại cái chân que đỏ của mình vào chân không vôn, chân chân số 1. Còn lại nguồn dây màu đen này mình sẽ đưa về cái dây que đen của mình, que đen của đồng hồ. Thì lúc này nếu mà nó lên khi mình tác động vật hoặc là tác động vật hoặc là mình nếu mà trường hợp gọi là light on thì không tác động vật thì nó sẽ lên là 24V, như vậy là nó sẽ đưa 0V về, mình sẽ xác định được đó là NBN. Còn trường hợp nếu như nó đưa về nguồn là từ hai, nếu như mình đo lên được từ 24V thì tức là nó đang bị dây đang dây 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 này đang lên là 24V, như vậy là nó sẽ là BNB, nó đi nguồn dương về. Thì lúc đó mình phải cấp cái chân số 0 này, chân 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 không vô này đảo ngược lại, đảo quay lại. Thì đó là cái cách mà mình xác định được cái loại sensor này là để mình đâu nói ha. À, cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha.